Quỳnh Anh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Việt Face TV. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại của Đài. Và ngày hôm nay trong phòng studio của Đài có sự góp mặt của Hòa Thượng Thích Huyền Việt là trụ trì của Chùa Liên Hoa Houston. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng nói về chuyến đi Thái Lan vừa qua của Thầy. Và trước hết, Quỳnh Anh xin mời Thầy gửi lời chào đến quý vị khán giả. Dạ, xin được chào cô Quỳnh Anh. Trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương, khán giả của Đài Việt Face TV 51.2. Tôi là Hòa Thượng Thích Huyền Việt. Hôm nay Đài cho cái cơ hội để tường trình về cái chuyến đi vừa rồi bên Thái Lan. Và trong cộng đồng hầu hết, nếu mà theo dõi truyền thông thì trong vòng một tháng trở lại đây thì cái việc mà cá nhân tôi thành việc trụ trì chùa Liên Hoa cùng với một số chư vị ở trong hội đồng Liên Tôn và các vị nhân sĩ cũng đã giúp cổ động cho cái chuyến đi góp tiền và làm món quà đầu xuân cho người Việt Nam lánh nạn tại Thái Lan. Và đó là cái câu chuyện hôm nay cô Quỳnh Anh và Đài Việt Face TV cho cơ hội. Dạ vâng, và thưa Thầy, và mở đầu cuộc mạng đàm ngày hôm nay thì xin Thầy cho biết là số người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan là gồm bao nhiêu người và họ thuộc thành phần nào? Vâng, thật sự ra cô Quỳnh Anh và toàn thể chư vị, như theo chuyến đi trước năm 2012 thì tuy có qua Thái Lan và chỉ tập trung vào cái hồ sơ của người Việt Nam lánh nạn và sau đó được hầu hết được đi định cư, đó là hồ sơ của người Công giáo Cồn Dầu, giáo xứ Cồn Dầu tại Đà Nẵng. Nhưng lần này qua thì thành phần giáo xứ, người giáo xứ Cồn Dầu thì hầu hết họ đều được cấp ý tị nạn, cấp quy chế tị nạn định cư, mà đã đi định cư rồi, coi như một nông phân nửa, còn già một phân nửa khoảng là 60 người có một gia đình sau cùng á, qua thì chưa, hồ sơ chưa được cấp ý tị nạn cấp quy chế, nhưng mà phần hầu hết là đã được cấp ý tị nạn cấp quy chế. Còn thành phần nào thì ở đây lần này đặc biệt là, thứ nhất là để nói con số hơn 600 người mà mà tôi được cái sự giúp đỡ của Ủy ban Cứu người Vượt Biển, mà người đại diện của Ủy ban Cứu người Vượt Biển lúc bấy giờ là cô luật sư Nguyễn Lan, và được cái sự giúp đỡ bên cạnh đó là của luật sư An Phong. Cả hai vị đều cái người từ Hiếu Sinh và cá nhân tôi cũng đến từ Hiếu Sinh, như chúng ta biết. Thì tiếp xúc nhiều nhóm người, gồm có người dân tộc thiểu số, người Montagna, người Hờ Mông, người Cao Miên, miền Tây, người gọi là Khmer Krom, rồi người ở trong trại tù tại Bangkok, Thái Lan, và những nhà đấu tranh cho dân chủ nhưng mà bị sự lùng đuổi, trù dập của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì các vị này cũng qua trốn ở Thái Lan. Như vậy gồm lại có thể là đến 6 cuộc đi thăm viếng, có cái cuộc thăm viếng sau cùng tức là vào nhà tù Thái Lan, thì 6 cái nhóm mà chúng tôi tiếp xúc được và thăm viếng và trao quà đầu xuân của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đóng góp, và tôi là cái người đại diện để qua để trao cho tất cả những người Việt Nam kém may mắn này. Dạ vâng, và thưa Thầy, không biết Thầy đi qua Thái Lan vào ngày nào và Thầy ở lại bao lâu? Dạ, kính cô Quỳnh Anh và toàn thể chư vị, tôi qua ngày 7 và tôi về ngày 21, như vậy có 2 tuần lễ ở tại Bangkok, Thái Lan. Dạ vâng, và thưa Thầy, xin Thầy nói thêm về việc những người mà bị Cộng sản đàn áp, họ bị đàn áp như thế nào tại Việt Nam? Dạ. Thật sự ra cá nhân tôi không phải là cái người để đi sâu vào hồ sơ này, nhưng mà những gì chúng ta biết thì qua thông tin thì hầu như ai có quan tâm thì đều biết, mà không ai mà muốn bỏ nước ra đi trong điều kiện đất nước Việt Nam đã hai miền Nam Bắc đã kết hợp lại thống nhất đất nước, nhưng mà từ miền Nam từ 1975 đến giờ và kể cả người miền Bắc nữa, thì những số người mà chúng ta vừa kể đó thì ở trong nhiều cái hoàn cảnh nghiệt ngã khác nhau. Ví dụ như chúng ta nói là cái người Montagna thì bị nhà nước Cộng sản Việt Nam đã làm khó khăn. Thứ nhất là cái tín ngưỡng của họ có tính cách cô động lại của tín ngưỡng Tin Lành, và đồng thời là họ muốn có được cái tự do, muốn có đất đai để canh tác v.v. thì nhà nước Cộng sản Việt Nam cách này hay kia đã làm khó dễ, và cuối cùng họ bị lùng đuổi, họ bị đánh đuổi ra khỏi cái vùng mà cái vùng đất họ, cái làng xã họ sinh sống.
chẳng hạn như vậy, và người Macron là cái người cao niên ở miền Tây chẳng hạn, thì họ cũng đòi hỏi được có cái quyền tự do sinh hoạt về tôn giáo, sinh hoạt sắc tộc v.v. và cũng bị nhà nước lùng đuổi khó khăn. Chẳng hạn ví dụ như chúng ta thấy người Việt Nam ở trên quê hương Việt Nam, hiện tại cái hồ sơ đó chẳng hạn dân oan thì đất đai ruộng vườn, trong hồ sơ đó chúng ta thấy có người cùng giàu, thì một giáo xứ cùng giàu 135 năm lịch sử và họ sống cùng với nhau ở trong một cái giáo xứ như vậy, thì đất đai đó cũng bị nhà nước trưng thu và đuổi họ đi, và họ quyết ở lại thì bị trù dập và thậm chí đánh đập, và có người đã chết vì cái sự khó khăn trù dập đó, và họ đã bỏ cái vùng đó ra đi, mặc dù rằng họ một số thiểu số vẫn còn lại trên cái vùng đất của giáo xứ cùng giàu. Và những nhà đấu tranh thì họ đấu tranh nói lên cái vận mệnh của đất nước, Trung Quốc xâm chiếm lần lãnh thổ lãnh hải, hoặc là rồi họ đi biểu tình chống đối, hoặc là người dân muốn nói lên cái tiếng nói đòi hỏi cái khao khát sự tự do và dân chủ v.v. cho tất cả mọi người dân trong đất nước, thì đều bị nhà nước Cộng sản Việt Nam cho đó là cái sự tìm cách để lật đổ chính quyền v.v. Trao cho họ một bản án hoặc là tù, thì họ đã trốn tránh qua đất nước Thái Lan. Thì có nhiều cảnh nghiệt ngã khác nhau mà họ đã qua đất nước Thái Lan để họ trốn tránh, và một số ít trong này, đặc biệt hồ sơ còn giàu, thì là được đi định cư, được cấp quy chế của cao ủy tị nạn. Một số những người Hờ Mông, những người Khmer Krom, những người Montagna và những nhà đấu tranh chính trị, rất là thiểu số trong những người đó được cao ủy tị nạn cấp quy chế tị nạn, của hầu hết là phần đông là họ không có thể đi về nước, họ cũng không có chỗ nào nhận họ để đi định cư, thì hoàn cảnh họ rất là nghiệt ngã. Dạ vâng, và thưa thầy, theo Quỳnh Anh được biết và đọc được trên những sách báo, thì là những người mà tị nạn Cộng sản Việt Nam ở tại Thái Lan thì họ phải sống một cuộc sống rất là khó khăn, cũng như là không có được quang minh chính đại và thường bị cảnh sát của Thái Lan truy bắt. Như vậy thì trong chuyến đi vừa qua của thầy, thầy có cảm thấy điều gì khó khăn hay không? Dạ, đúng rồi. Như vậy là cô Quỳnh Anh đã hiểu cái hoàn cảnh và cái hoàn cảnh nghiệt ngã của họ, tức là họ qua đó trên căn bản là họ nhập cư, tức là vào đất nước Thái Lan bất hợp pháp. Vì bất hợp pháp cho nên an ninh Thái Lan bất cứ lúc nào đều có thể đưa họ vô tù nếu họ bắt gặp. Dĩ nhiên là người Việt Nam của chúng ta kể trước người sau, họ qua họ tìm mọi cách để họ là trốn, họ tránh. Và trong cái trốn tránh họ tìm cách là làm sao để có thể tự sống còn. Do đó có thể họ trốn tránh v.v. Thì nhưng mà nếu lý do gì thì họ đều có thể bị bắt bỏ vô tù. Chẳng hạn như vừa rồi chúng tôi cũng trong chuyến đi tù hai lần tôi vô thăm tù, thì có 9 người Việt Nam, trong khi phần đông là họ người Hờ Mông và người Montagna. Và đau buồn nhất là các cháu thiếu nhi. Dĩ nhiên là cha mẹ nó bị bắt đưa vô tù thì nó cũng vô tù. Thì bản thân tôi đã vô thăm trực tiếp, và lúc bây giờ ngồi nói chuyện với họ là 34 người, trong đó có 12 cháu thiếu nhi, có đứa 4-5 tuổi như vậy, đi cùng với cha mẹ chẳng hạn như vậy. Và đó là những hoàn cảnh họ khó khăn, có nghĩa là họ nhập cư bất hợp pháp. Nó giống như kiểu ở Mỹ đây, và cái thông tin mới nhất là có khoảng 10 triệu đến 11 triệu người ở nước ngoài nhập cư và hiện ở trên đất nước Hoa Kỳ này bất hợp pháp chẳng hạn như vậy. Thì đất nước Thái Lan đối với người Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Dạ vâng, và thưa thầy, như vậy thì cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại nói chung, cũng như là cộng đồng người Việt tại Houston nói riêng, thì chúng ta có thể làm được những gì để mà ủng hộ cũng như là can thiệp vào cái vấn đề này? Câu hỏi rất là hay, nhưng mà cái câu trả lời rất là dở, tức là một thiểu số trong những người đó mới được điều kiện để định cư, còn hầu hết là không được định cư. Không được định cư thì làm sao? Tức là họ tiếp tục trốn chui, trốn nhủi và tiếp tục cơ hội có thể là bị bỏ vô tù. Như vậy thì họ đi về Việt Nam chắc chắn là họ không đi, tại vì khi họ đi về Việt Nam thì họ phải chấp nhận cái sự khổ đau mà bản thân của họ đã kinh qua, họ sợ hãi lắm rồi. Còn đi định cư thì không có nước nào, tại vì cái hồ sơ định cư của người Việt Nam của chúng ta sau 1975 thì cái hồ sơ đã xếp lại rất từ lâu rồi trên đất nước Thái Lan. Và chúng tôi biết là như vậy thì cơ hội nào thì thật sự như một cái phép màu hoặc là một cái ơn trên nào đó đặc biệt chiếu cố, thì cái bản thân họ mới được, gia đình họ mới được cái cơ hội để định cư, còn không thì họ sống một cách chui nhủi, trốn tránh một cách nguy hiểm và rất có thể bị rơi vô tù, và vô tù rồi gần như là tuyệt vọng. Đi ra khỏi tù không dễ gì ra, và ra đi đâu không thể đi về Việt Nam, và đi định cư không thể đi định cư vì không có ai cho họ cái cơ hội đi định cư. Do đó họ sống bất hợp pháp, kẻ bất hợp pháp tức là một mảnh giấy để công nhận mình là thuộc về đâu cũng không có nữa.
và như vậy có nghĩa là rất là nguy hiểm. Và cái vừa rồi cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã quan tâm trong những cái hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy đồng bào của chúng ta, do đó đã có một cái món quà trao gửi đến họ. Thì khoản tiền tôi thôi nhận của mọi người đóng góp được là hơn 10.000 đồng. Thì tuy nhiên là chuyến đi là thăm khoản tiền đó, tại vì thấy hoàn cảnh họ quá là đau thương, cho nên chúng ta cố gắng. Thì do vậy 609 người, nhưng mà cái khoản tiền cho ra đến 11.000 mấy trăm. Dầu rằng cái việc 609 người thì khoảng chừng 10.000 hơn đô la, thì chúng ta đã cho được một phần quà 17 đô la 500 bạt cho tất cả những người đó, và họ nhận được rất là vui. Đúng là cái nghĩa trong tiếng Việt là của tuy tơ tóc mà nghĩa sau nghìn trùng, tức là đồng bào của chúng ta đã đóng góp và giúp đỡ cho họ một món quà, kể vật chất lẫn tinh thần trọn vẹn. Họ rất là vui và họ gửi lời cảm kích đến tất cả cơ quan truyền thông của chúng ta, trong đó có Vietfast TV, và giờ đây có cô Quỳnh Anh đã cho chúng tôi cơ hội như vậy. Thì xin qua đây gửi lời cảm kích và cảm ơn chư vị tôn đức và các vị giáo phẩm ở trong hội đồng liên tôn đã góp lời tiếng nói để cổ động tiền bạc Phật tử và đồng hương xa gần đã đóng góp tiền bạc, và đặc biệt là ban hội trì Tâm Bảo chùa Liên Hoa đã cho và hỗ trợ cho cái cơ hội trong chuyến đi Thái Lan vừa rồi. Dạ vâng, con cảm ơn thầy rất nhiều, và thưa thầy, thời hạn chương trình cũng đã hết, và con xin mời thầy gửi lời chào đến quý vị. Xin cảm ơn Đài Việt Phát TV, cảm ơn cô Quỳnh Anh và cảm ơn toàn thể chư đồng hương, các cơ quan truyền thông nói chung đã góp phần trong chuyến đi rất là nhanh gọn, trong một vòng một tháng mà tiền nhận vô và đi và cho tận nơi, tận nguồn, tận chỗ, và chuyến đi phải nói là thành công 100%, đem lại cái niềm vui và đồng thời cái lời cảm kích chân tình của đồng bào của chúng ta đang lánh nạn ở Thái Lan. Cảm ơn cộng đồng người Việt Nam của chúng ta nói chung, không phân biệt tôn giáo. Và nơi đây chúng ta cầu mong rằng tất cả chúng ta cùng chiếu cố đến lá rách đùm lá nát hay lá lành đùm lá nát, hoặc cho chúng ta có cơ hội để sống còn và đồng thời để phục vụ. Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy. Và Quỳnh Anh xin kính chào quý vị, và mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Những chương trình tiếp theo trong đài sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.